Xin chào các bạn, thì ngày hôm nay rảnh rỗi thì mình sẽ làm một cái video review lại cái máy cách mic này. Thì cũng là một cái chia sẻ thêm để những bạn nào có nhu cầu mua cái loại máy nhận vệ sinh tự động, nhận phân tự động giống như cái loại máy này thì có thể consider thêm. Mình giới thiệu sơ qua về cái chức năng hoạt động của máy. Thì cái máy nó là cái máy nhận phân tự động, khi mà chức năng của nó đơn giản thôi, khi mà một con mèo nó nhảy vô trong đó, nó đi vệ sinh tiểu tiện này hay là đi ị xong thì cái máy nó sẽ tự động xoay tròn và loại bỏ phân xuống dưới cái phần hố ở dưới đây này. Nó sẽ loại bỏ xuống dưới đây này, mình cho các bạn xem qua luôn này. Đó, cái này là gần đầy rồi nè, nguyên một ngày của tụi nó. Cấu trúc các cách thức hoạt động của nó cũng khá là đơn giản. Cát thì mình bỏ vào trong đây, thường là mình bỏ cát nó đầy buổi sáng, đầy một xíu thì tới tối thì mình dọn, mình lấy ra và đổ thêm cát vào thôi. Cái số chỉ số ở đây như hồi nãy bạn thấy á, là 35, nó là 35 lần. Và khi cái chỗ này là cái số ký của con mèo, khi mà mèo nó nhảy vào thì nó sẽ hiển thị lên là cái số ký bao nhiêu. Và đây là cái chế độ đèn dùng cho ban đêm, nhưng mà bạn muốn mà mèo muốn quan sát mèo vào ban đêm đi như thế nào, tại vì mình có lắp cả camera ở đây để quan sát theo dõi luôn. Và đồng thời là cái máy này mình có cài app trên điện thoại, nên là mỗi lần một con mèo nào nó đi thì nó sẽ hiển thị cả số ký và cái số ký đi, để mình biết đó là con mèo nào. Hoặc là nếu bạn nuôi chỉ nuôi một con thì bạn sẽ theo dõi được cái cân nặng của tụi nó. Thì đó, cái đặc điểm máy thì nó đơn giản như vậy thôi. Mình đây, để mình mở ra cho bạn coi cái lồng đó. Đó, nó là như thế này. Ngoài ra ở đây nó có một cái hốc nhỏ để mình bỏ mấy cái đồ khử mùi, những cái hạt khử mùi đợi lại như vậy. Bao thì lúc đầu khi mà mình mua thì nó sẽ cho mình cái bao vừa với cái kích thước luôn. Sử dụng lại bao thì mình nên sử dụng lại bao mỏng như thế này thôi nè, hoặc là mỏng hơn càng tốt. Đừng có dùng lại bao dày, vì khi mà bao dày thì rất là khó để nhét vô đây và dẫn đến tình trạng kẹt bao. Và khi kẹt bao như vậy thì máy nó sẽ báo lỗi và nó không có xoay tự động giống như theo cái ý của mình nữa. Tại vì mình có nuôi mấy con chân lùn nữa nên là mình phải làm thêm cái cầu thang cho tụi nó đi vào đó. Thì cái phần quan trọng nhất khi mà sử dụng cái máy cách mic này á, mình thấy đó là do cái cáp. Cái cáp, nếu như mà bạn lựa chọn cái loại cáp dính bếp, đây thôi, để mình cho các bạn theo dõi một cái quá trình đi vệ sinh trên máy mít của bé Na. Nó khi mà tụi nó mắc là tụi nó sẽ tự động đi vệ sinh như vậy. Bạn chịu khó nhìn nhé. Vì cái khu vực này mình không phải là khu vực trang trí nên là mình không có để nhiều đèn ở đây. Đấy. Đó, các bạn thấy chưa? Cái máy này thì cũng đã 1 tháng rồi mình chưa có vệ sinh cho nó nên nó khá là dơ. Hồi trước là cứ tuần nào cũng phải vệ sinh hết. Vì lát nữa mình sẽ nói cái lý do tại sao mà một số bạn nói là sử dụng cái máy mít khá là cực hơn là sử dụng cái loại máy nhận phân bình thường nữa, chính là vì cái lý do vệ sinh của nó như thế này vậy. Đó, khi nó đi xong rồi nó sẽ đi ra. Với một phần nữa là mình bỏ gần hết cát rồi, nhìn thấy không, chỉ còn có một xíu cát thôi. Trong một ngày á, với 20 con mèo thì mình phải đổ với một cái bịch cát đó. Khi mà mèo nó nhảy ra là nó sẽ hiển thị cái số ký ở đây.
là số lần ở đây là đi đã được một lần đây. Còn hồi nãy nó hiển thị số ký của con mèo 0.3 còn lại, tức là cái lượng phân nó đọng lại khi mà con mèo nó đi xong á, nó đọng lại. Và khi nó xoay nó bắt đầu, khi mà mèo nó nhảy ra bắt đầu nó mới tính cái quá trình này nó xoay vòng. Đây cá nó sẽ đổ xuống như thế này. Luôn phải vệ sinh cái máy này gấp mới được, nhưng mà thực ra là nó đã khá là sạch sẽ so với cái hồi mình sử dụng cái loại cát cát hình, nếu mà cát canh pho thì phải. Nói chung là cũng đổi rất là nhiều đời cát rồi mới lựa chọn được cái loại cát Nhật ưng ý như thế này. Đó là lý do vì sao mà mình lúc nào cũng khuyên các bạn là nên sử dụng cát Nhật. Và thậm chí là mình đang bán cát Nhật ở đây với giá 60.000 một bịch, 330.000 một tải, rất là rẻ. Giá này là giá Shopee luôn, không có tính cái tiền phụ phí mặt bằng các kiểu. Để mình muốn, vì thật sự là mình thấy là cái loại cát này xài rất tốt. Bạn thấy không, khi mà con mèo nó đi xong là nó vón cục hẳn luôn, và cái cục phân đó nó khô lại, nó tự động nó chạy qua kia. Đây, một con nữa cũng đang muốn đi vệ sinh. Vô đi con. Khi mà con mèo nó nhảy lên là cái máy nó tự động dừng lại như thế này, như hồi nãy. Và khi mà không có cái dấu hiệu gì con mèo nhảy vô là cái máy nó sẽ chạy tiếp. Đây là cái ưu điểm vượt trội của cái máy mít mà so với các cái loại máy vệ sinh khác. Mình nói chung là mình đã xài cái này thì mình thấy được cái khả năng hài lòng là khoảng 70%. Và 30% còn lại thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái lý do, giống như là thứ nhất nó vẫn là máy thuộc của Trung Quốc và nó không có bảo hành chính hãng tại đây. Nếu mà đem đi bảo hành thì nó khá là phức tạp vì cái máy nó khá là to, còn cần mà không có nhân viên tới bảo hành tại chỗ mà mình phải đưa ra cái hệ thống bảo hành. Thực ra là cái hệ thống bảo hành đó là của một cái bên nhập cái cáp mít này về và tìm kiếm một cái đơn vị chuyên bảo hành sửa chữa máy móc cái loại này thôi. Thì đó là cái bất tiện lớn nhất mà mình thấy được. Cái thứ hai là vấn đề vệ sinh cái máy. Vấn đề vệ sinh máy khá là phức tạp, bởi vì nó không phức tạp lắm, nhưng ý là nó cồng kềnh á. Phải bóc những cái lớp này ra và lấy những cái lõi này, nó rất là nặng. Ngồi xịt thế từng chỗ như vậy và nó không có một cái dụng cụ, gọi là cái dụng cụ để vệ sinh cho nó nhanh gọn hơn. Và khi mà bạn sử dụng cái loại cát nó không đúng cái cát mà nó bị bết dính á, nó không có vón cục tốt á, là cái máy nó sẽ tè lè luôn. Tại vì mỗi con á thì nó mỗi kiểu, có những con nó chướng lắm, nó đi vệ sinh mà nó đi ở trên thành không à, nên những con sau đi vô là chân dính tè lè vô đó. Và nếu mà cát nó không có đảo, mình không có đổ cát nhiều để đảo á, thì nó sẽ nó không có tiếp xúc được cái khu vực đó và nó làm những con sâu đi vô dính là dính hết cả nhà luôn đó. Còn đối với cái cát Nhật này á, là nó sẽ khi mà nó đảo nó chỉ cần lướt qua đó là nó sẽ tự vón và tự khô lại, tự lanh lại luôn bạn. Nó rất là hay, nó có nghĩa là cái độ thấm hút của cát Nhật khá là tốt. Vì vậy khi mà bạn lựa chọn cái loại dòng máy, những cái loại máy giảm phân tự động như vậy à, là bạn phải chọn một những cái loại cát nào mà nó vón cục cực kỳ tốt để nó làm khô nhanh. Tại vì cái máy á, bạn phải hiểu á, là đối với cái máy cái nhà vệ sinh á, nhà vệ sinh mèo thông thường á, thì khi mèo đi xong mèo sẽ lấp phân lại thì nó có một khoảng thời gian là từ sáng tới tối để nó khô dần. Còn đối với cái máy này á là chỉ có 1 phút thôi. 1 phút đó nếu như mà cái loại cát của mình nó không có thấm hút kịp á, thì nó sẽ làm rã ra cái hạt phân hoặc là cái nước tiểu và nó gây bết hết trên cái thành, mà khi mà nó xoay tới đâu nó bết tới đó, khá là bất tiện. Thì khi đó là cái máy này nó không những là nó làm tiết kiệm thời gian hơn mà nó còn mất thời gian của người chủ khi mà dọn dẹp. Và dọn dẹp không chỉ là dọn dẹp cái máy không, mà dọn dẹp xung quanh nhà, những nơi mà con mèo nó đi tới. Đó là cái bất tiện lớn nhất mà mình thấy. Nhưng mà bù lại nếu như bạn chọn được cái loại cát ưng ý như là loại cát Nhật, đây cát nhà đây, phải quảng cáo mới được vì nó rất là tốt. Và nếu như mà ai thích cát lớp fit tới chơi với các bé mèo nhà mình thì có thể ghé mình mua, giá Shopee luôn. Đường rộng thoải mái, dễ dàng lấy hàng chở hàng các kiểu.
cáo tí xíu. Đó thì đó, đơn giản nó chỉ là như vậy thôi. À, thêm một cái mà mình không hài lòng nữa là cách mít. Nói chung là không hài lòng thì cũng không đúng, mà do là nó tạo cái thói quen xấu cho các bé mèo. Những bé mèo nhà mình á, từ khi mà nó sử dụng cái loại cáp mít này nè, là nó mất cái khả năng lắp phanh. Bởi vì nó biết được là khi mà nó đi vào máy á, nó đi ra là cái máy nó sẽ tự dọn phanh cho tụi nó, nhưng tụi nó cũng chả có khả năng, mà nó cũng chả cần nó lắp phanh như thế nào. Đó là một một cái bất tiện nhỏ, nhưng mà mình thấy nó cũng không đáng kể lắm. Bởi vì khi mà xài máy thì về mặt lợi ích thì nó tiết kiệm được khá nhiều cái thời gian cho mình khi mà dọn dẹp. Cái bao đựng rác á, thì bạn nên lựa chọn, để mình chia sẻ luôn. Hồi đầu mình không biết, mình dùng mấy cái loại bao dày á, thì nó bị kẹt chỗ này nè, và nó sẽ, khi mà nó bị kẹt như vậy thì máy nó sẽ báo hiệu và nó không có hoạt động, nên là dẫn đến cái tình trạng là cái máy ứ đầy trên đây luôn. Hồi nãy thì bạn đã thấy một bé mèo đi rồi đúng không? Đây, rồi còn câu hỏi nào thắc mắc liên quan tới máy cắt mít này, các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ dành thời gian để chia sẻ thêm, cái gì mình biết thì mình chia sẻ để cho các bạn đỡ mất thời gian khi mà tìm hiểu hoặc là mua một cái loại máy mới. Bởi vì cái giá tiền nó cũng không rẻ. Cái máy này mình mua cũng phải 6 triệu mấy, 7 triệu gì đó mình không nhớ nữa. Đây bên cạnh mình phải để một cái máy lọc không khí để nó lọc cái mùi hôi của các bé mèo khi mà đi xong. Nó chung quy là như vậy thôi. Còn nhà nào mà nuôi chân lùn thì phải nên nên làm theo cái cầu thang này, bởi vì các bé lùn nó không có nhảy lên được. Mình có một con lùn nó nhảy không nổi mà nó đi ra ngoài luôn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.